Ông xe thì đây rồi nhưng chưa thấy người đâu cả. Hello, Thanh Tùng của chỗ ô tô đầu với Hải Dương xin chào toàn thể anh chị quý vị và các bạn. Vâng, thì sau 2 ngày này xin tạm nghỉ gia đình mình đi nghỉ hơi lấy sức, thì em lại xin phép lên sóng báo giá cho toàn thể anh chị quý vị nhà mình những dòng xe hiện đang có tại chỗ ô tô đầu với Hải Dương nhá. Vâng, cảm ơn rất nhiều anh chị quý vị này. Đấy, sau 2 ngày thì bên em dừng lại một chút thì ngay lập tức lên sóng này, cả nhà mình lại vào ủng hộ anh, ủng hộ em lại. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều nhá. Vâng, thì hôm nay là cũng nhân dịp là chuẩn bị đóng hết tháng 7 âm lịch rồi, sang tháng 8 thì bên em vẫn đại hạ giá này. Đấy, vẫn giảm kịch sàn những đầu sản phẩm hiện đang có tại chỗ ô tô đầu với Hải Dương. Anh chị quý vị nào quan tâm nhấc máy lên gọi điện cho em với hai số line đang để trên màn hình nhá. 0347 701 777, 0343 540 999, để em tư vấn cho anh chị quý vị mình về những dòng sản phẩm hiện đang có bên em ạ. Đây thì em xin phép để lại hai số line trên phần comment cho mình cùng dễ quan sát á. Ok nhà mình, em để là hai số này nhá. Đây em xin phép quay một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương để anh chị quý vị nhà mình có thể quan sát tổng quan được khung cảnh chợ bên em nhá. Đấy, qua khung hình này ưng mẫu nào này. Đấy, tầm tiền bao nhiêu đi để lại bình luận như comment đi. Để được em tư vấn cho anh chị quý vị nhá, mẹ mình nhá, không mất tiền không mất bạc gì cả. Vâng, chào bác Đinh Thị Thu Trang, chào bác Gốc Hùng Thủy à. Chào bác Giang Thái, chào tất cả những hàng thân thương của em ạ. Rất là nhiều đồ sản phẩm để phục vụ anh chị quý vị mình đây. Đấy, nhà mình cùng quan sát giùm em nhé. Ưng mẫu nào, phân khúc giá bao nhiêu này, thắc mắc những gì để lại bình luận, để lại comment đi, để được Thanh Tùng tư vấn cho anh chị quý vị mình ạ. Vâng, thì ngay sau đây em xin phép cả gia đình mình bắt đầu vào báo giá buổi livestream. Thì để trước khi bắt đầu, gia đình nhà mình hãy cho em xin một lượt chia sẻ đi, bổ cho em nhiều sẻ một chút đi, lan tỏa buổi livestream này hơn để những anh chị quý vị nào mà có nhu cầu gọi điện trực tiếp cho em đi ạ. Đây nhá, bắt đầu buổi livestream cho cả gia đình ơi. Chiếc máy quay em đây, em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu bán tải đây. Forger 2 cầu máy dầu 2013, đăng ký là bánh năm 2014. Nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, động cơ 2.2 số sàn, 6 cấp số tiến, 1 cấp số lùi. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình là 410 triệu đồng nhá. Ford Anchor 2 cầu máy dầu bển XLT đây, bản đổ phun kịch đây. Phanh DIS này, đấy, phanh DIS vô lăng túi khí. 410 triệu giá còn bớt, còn thương lượng cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Lâm. Chào bác Bin Đông có Vios số sàn 2019 không? Vios số sàn 2019 bên em có, nhưng hiện tại này đang chưa có ở ba anh nhá. Anh nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi. Có một chiếc Toyota Vios 2019 sản xuất cuối năm 2019 bản E7 túi khí nhá. Đấy, anh nhắn tin với em đi, em gửi cho anh hình ảnh con đó ạ. Còn đây thì tạm thời hôm nay này đi công vụ công nhà. Vâng, chào bác Tô Văn Hiệu, chào bác Phạm Trách, chào anh Bin Đông, chào anh Nguyễn Văn Lâm. Vâng, chào Phạm Trách ạ. Chào bác Tô Văn Hiệu, có Morning tầm tiền 160 số sàn không? Vâng, chào bác Tuyền Nương, chào bác Phong Hà, chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream này ạ. Con này màu trắng anh nhá, con này màu trắng sứ anh ạ. Tư nhân chính chủ 2019 nhá. Con đấy là mới như con đấy mới chạy được có hơn 5 vạn một chút ra đấy anh ạ. Con đấy thì em vẫn hôm nay lại tạm thời không có nhà, em lại không nhớ. Đây để em tư vấn cho bác Kia Morning vào tầm 160 triệu đây ạ. Ơ nhỉ? À đây đúng không? Kia Morning đây. Kia Morning số sàn mà 160 triệu gửi anh chị quý vị đang quan tâm đấy ạ. Đấy, với lớp sơn màu trắng sứ rất là đẹp đây. Đời 2010, đăng ký là bánh năm 2011. Đấy, 160 triệu đồng. 160 triệu đồng này. Đấy, Kia Morning 2010. Nhập Hàn nhá, động cơ 1.0 số sàn, đăng ký làm chỗ ngồi.
đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Đấy, anh mà đang quan tâm đến mẫu Kia Morning này, tầm tiền 160 triệu nhá, nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi, em gửi hình ảnh video chi tiết con này cho anh. Cảm ơn câu hỏi anh rất là nhiều ạ. Vâng, chào Trần Thị Thu Hằng, La Chất Ti Cedric. Có La Chất Ti Cedric nhá, Thu Hằng nhá. Bên em đang có hai mẫu đấy, để đợi em một chút để em tư vấn cho bác nhá. Vâng, cảm ơn bác Nguyễn Văn Lâm nhiều xe đẹp thế. Vâng, rất là nhiều xe đẹp nhá, mà giá lại còn hợp lý thì phục vụ anh chị quý yêu mình. Vâng, chào Khúc Văn Công nhá. Bác Khúc Văn Công vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay thì cho em xin 57 chia sẻ đi bác Khúc Văn Công ơi. Đây, La Chất Ti Cedric đây. Quan sát giùm em nhá, bác Trần Thị Thu Hằng ơi, xem còn thắc mắc chỗ nào thì cứ để lại câu hỏi đi. La Chất Ti Cedric 2010, đăng ký làm bánh năm 2011, tư nhân chính chủ Hà Nội, bản nhập Hàn xúc xuất Trung Đông, động cơ 1.6 số động, đăng ký 5 chỗ ngồi, phiên bản 8 túi khí, xin gửi chị quý vị nhà mình nhé, 8 túi khí ạ. La sáng đúc 17 inch mỗi bánh này, lốp láp đẹp, đây xin nhan trên sườn xe, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp, gương kính cụp xe điện si chuẩn bị, trang bị cả cửa sổ trời lắp Panama đây, 255 triệu đồng. Gửi chị quý vị nhìn mình nhé, cam đồi cam hành trình thì đầy đủ rồi, 255 triệu đồng. Đấy, nhà mình tham khảo em dùng một mẫu sedan hai đầu phân khúc hạng C, La Chất Ti Cedric đây nhá. Ok, có hoa sen này, chào bác con Trung Lê Văn. Vâng, chào bác Ngoan Thanh, chào bác Phong Hà, chào bác Thanh Bạch Võ, chào bác Nguyễn Tấn. Chào toàn thể anh chị quý mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Vâng, chào bác Săn Bùi này. Vâng, thì để em tiếp tục giới thiệu mẫu La Chất Ti Cedric đang có bên em đang bán nhá. Đây, để rồi em sẽ sang ASEAN cho anh chị quý mình tham khảo ạ. Đâu nhỉ, một chiếc La Chất Ti Cedric đang đâu nhỉ? À đây rồi. Chào bác Nguyễn Văn Lâm, có Vios tầm 150 triệu không? Vios tầm 150 triệu bên em, 150 triệu bên em cũng có anh nhá. Đấy, 2005, 1.4 số sàn nhá, 150 triệu anh nhá, có đấy. Đây, tiếp tục cái La Chất Ti Cedric 2010 đây, 1.6 số tự động nhá, nhà mình tham khảo giùm em này. Thế rồi, trời bắt đầu lại, bắt đầu mưa rồi gia đình ạ. Đấy, trời lại mưa này. Đây, để em đi lui lui vào trong này để tư vấn cho anh chị quý vị mình ạ. Đây, để em đi vào chỗ này cho nó đỡ mưa một chút đi, để tiếp tục tư vấn chị quý vị mình. Có Vios tầm 150 triệu anh nhá. Đâu, để em xem con ấy dựng đâu nhỉ, để em tư vấn cho anh. Đây là Vios tầm 150 triệu rồi, để em quay cho anh nhá. Đây, Vios 205 này, 135 triệu chính xác tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Động cơ 1.5 số sàn, máy số keo chỉ còn zin này, anh quan tâm nhắn tin trực tiếp cho em đi. Đây này con nào, à rồi, xa xa anh ạ, đấy nó xa xa kia 205 nhá. Đấy, anh nhắn tin trực tiếp cho em đi để em gửi cho anh video con đấy nhá anh nhá. Vâng, chào bác ông Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ, chào bác ông Suzin ra này, chắc Du Nguyễn. Có Santa Fe một cầu 2008 2070. Santa Fe thì tạm thời bên em lại chưa có anh ơi nhá. Anh tạm ứng cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh Châu Tô Đầu Mối Hải Dương đi. Nào về đầu Santa Fe nào, tầm 2007 2008 thì em sẽ gửi cho bác nhá. Vâng, cảm ơn câu hỏi bác rất là nhiều này. Chào bác Mạnh Châu Cảnh, về con nào tầm 900 chưa em? Ôi tiêu có bác Mạnh Châu Cảnh ơi, tầm 900 thì tạm thời bên em chưa có mẫu nào anh ạ. Đây, bên em đang có mẫu cao tiền nhất đây, là con Outlander 2016 nhá, anh tham khảo giùm em này. Outlander 2016 đăng ký năm bánh năm 2018 này, 575 triệu nhá. Anh Mạnh Châu Cảnh mà có ưng ý không, tham khảo giùm em mẫu này đi. Xe này mang động cơ 2.0 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, SUV gầm cao máy thoáng đây, la sáng đúc 4 bánh, lốp láp thì mới cả gian. Phanh diabet đây, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. 575 triệu giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị nào quan tâm này. Đấy, Outlander 2016 nhá, nước sơn màu sáng bạc rất đẹp đây, 575 triệu đồng. Vâng, cảm ơn cô hỏi anh Mạnh Châu Cảnh này. Bên em thì đấy, vẫn chưa có tạm thời mẫu, chưa có mẫu nào tầm 900 triệu. Anh cứ theo dõi bên em đi, nào mà có mẫu nào 900 triệu thì em sẽ
gửi ngay cho anh nhá. Màu bạc em. Con này màu xám xi măng ạ. Con này gọi là màu xám xi măng chứ không phải màu bạc anh nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Vâng, và có tầm là 200 con này màu xám xi măng anh nhá. Có tầm 200 không em, có tầm 200 anh ơi. Vâng thì anh chị quý vị mình em tạm giới thiệu luôn này. Anh Mạnh Trọng Cảnh địa chỉ là An Sơn Nam Sách Hải Dương này. Đấy, kênh chuyên kinh doanh buôn bán những dòng chậu cảnh từ gia đình đến công trình trường học nhá. Bên em cũng mới mua vài cái chậu của anh ấy rất đẹp luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều này. Anh chị quý vị nào mà có nhu cầu tìm những chậu cảnh, cây cảnh này thì liên hệ với anh Mạnh nhá. Đấy, anh đang bình luận dưới này này, nhắn tin trực tiếp anh đi nếu mà có nhu cầu nhá. Cảm ơn Mạnh Chậu Cảnh rất là nhiều này. Có tầm 200 không? À vâng, ok anh nhá, thì anh cứ theo dõi kênh giúp em nhá. Làm một con màu đỏ thì em sẽ tư vấn cho anh sơ ạ. Có tầm 200 anh nhá. Khoảng lặng trong team này có 100 tầm 170 này, 180 có con nào số tự động không bạn? Trừ Morling và i10 ra. Trừ Morling và i10 ra này, tầm 170 180 này. Anh nhích nhích một chút nhá, tham khảo dùm em mẫu này này. 210 triệu đồng nhá, tham khảo em dùm mẫu này đi. Còn bớt đấy nhá. 210 triệu đồng. Genta 2010 đăng ký lăn bánh năm 2012. Động cơ 1.6 số tự động này, anh tham khảo dùm em mẫu Genta nhá. Máy số keo chỉ cột kèo này. Gương kính còn zin 100% nữa. Xác định lỗi tặng xe luôn này. 210 triệu đồng giá còn bớt cho anh chị quý mình này. Vâng, quay con Exciter đi em ơi. Vâng, con Exciter màu vàng nhá. Tí em sẽ quay cho anh chị quý mình cùng tham khảo sau nhá. Vâng anh ạ. Anh nào mà vừa bình luận nhỉ? Quan ở đây anh khoảng lặng trong tim này. Có quan tâm đến dòng số tự động nhá. Đấy, tham khảo giúp em chiếc này này. Hơn 200 triệu một chút thôi. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị mình. Vâng, chào bác Vĩnh Đắc này, có tầm 2 triệu, tầm 200 không em. Đấy, tầm 200 bên em rất là nhiều nhá. Như con Genta rước máy quay em này, 210 số tự động này. Đấy. 2010 này, đấy. Tiếp tục này, La Chetti 2008 đăng ký năm bánh năm 2010 này. Con này có 155 triệu đồng như này. Rất là nhiều xe tầm 200 triệu đồng để gửi anh chị quý vị nhà mình nhá. Đây em sẽ xin phép đi lần lượt một vòng đi để giới thiệu chi tiết từng chiếc một cho cả nhà mình cùng tham khảo ạ. Vâng, chào bác Tuân Phạm, chào bác Nguyễn Kiên. Chào bác Thành Hải, có xe 7 chỗ không em màu trắng. 7 chỗ thì bên em rất là nhiều này, nhưng màu trắng thì chưa có nhá. Có màu bạc để em tư vấn cho anh mấy chiếc màu bạc đi. Tham khảo giúp em mấy chiếc màu bạc xem ưng ý không nhá. Đây, Vivante đây. Vivante 2009 đăng ký năm bánh năm 2010 đây. 155 triệu đồng. Động cơ 2.0 số sàn. Đấy. 155 triệu đồng gửi anh chị quý vị mình một chiếc xe tư nhân chính chủ Hà Nội đây. 30 Hà Nội phố nhá. La răng đúc lốp láp đẹp mà chỉ có hơn 100 triệu đồng một chút này. Đấy. Thế em gửi anh vài đầu 7 chỗ nhá. Tạm thời thì chưa màu trắng đâu ạ. Anh cứ tạm thời theo dõi kênh bên em đi. Có màu trắng thì em sẽ liên hệ trực tiếp với anh nhá. Để lại cho em số điện thoại dưới phần comment đi cả nhà mình ơi. Quan tâm mẫu nào cũng để lại số điện thoại đi. Nếu mà em chưa giới thiệu được sâu trong buổi livestream ngày hôm nay thì sẽ xin gọi điện riêng và tư vấn gia đình mình ạ. Đây này, tiếp tục 7 chỗ này, chiếc màu bạc này. Innova 2008 đăng ký và làm bánh năm 2010. 265 triệu đồng. Đây, bản G xịn nhá. La răng đúc lốp láp đẹp này. Có phanh ABS này. Máy số keo chỉ cột kèo thì còn zin, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, mình cùng tham khảo giùm em nhé. Gầm bệ này vô cùng chắc chắn này, không mục mọt này. Nội thất ghế da điều hòa lao lạnh 2 chiều này, vua dòng 7 chỗ đây. Đấy, bác nào mà vừa đang nhắn tin em quan tâm dòng 7 chỗ, tư vấn giùm em chiếc Innova này là một này. Và chiếc ngay bên cạnh này, đấy. Innova 2007, nhưng con này bản tiêu chuẩn thôi. Bản tiêu chuẩn nhưng được độ lên la sang đúc này, lốp láp đẹp. Máy số keo chỉ sơn xin thì còn chất. 175 triệu đồng, 265 triệu đồng nhá. Nhà mình tham khảo giùm em hai mẫu 7 chỗ này ạ. Vâng, chào Hồng Nguyễn, chào bác con. San Bùi ok, bác Thành Hải ơi, em đã chụp lại màn hình số điện thoại của anh rồi ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều này. Vâng, chào Đinh Hữu Nghệ, full con ghét xanh lội thất trần xe anh xem tí. Đây con ghét xanh đây anh Đinh Hữu Nghệ ơi. Đây, anh tham khảo giùm em này. Hyundai Ghost này, 2009, một dòng xe đến từ Hàn Quốc đây nhá. Anh tham khảo một vòng ngoại thất bên ngoài của em đây. Đấy.
sơn si đẹp này. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Còn sáng nhá, còn đẹp này, không có dấu hiệu bọng. Không dấu hiệu dạn nứt bóng mờ do sương do nhiệt nhá. Đây em xin quay vào phần nội thất bên trong cho anh Đinh Hữu Mẹ quan tâm này. Đây nội thất ghế lì này. Nội thất ghế lì này. Đấy nội thất ghế lì và trần da đây. Đấy nội thất ghế lì trần da nhá. 135 triệu đồng. Đấy anh tham khảo giùm em mẫu này. Đấy 135 triệu đồng thôi. Giá còn bớt còn thương lượng rồi chị quý vị mình này. Đấy. Ghế lì này trần da rất đẹp luôn, hai đèn trần. 135 triệu đồng nhá. Anh chị quý vị đang quan tâm dòng xe nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, tham khảo giùm em chiếc Hyundai Kicks này. Chiếc này thì em đã có video review chi tiết rồi. Anh Đinh Hữu Nghệ quan tâm tí em sẽ gửi cho anh video trực tiếp con này này, lội từ máy số keo chỉ lội thất luôn nhá. Tầm 100 triệu có xe nào không hạ? Chào anh Phạm Khánh này. Tầm 100 triệu à? Đây 100 triệu thì bên em có dòng xe tập lái nhỏ gọn này. Đấy như là Matiz nhá. Đấy còn cao hơn anh cố hơn một chút đi. Đấy hơn 100 triệu một chút thôi này. Đã có Genta 209 nhá. Genta 209 này. Lacetti 2008 này. Đấy hơn 100 triệu này. Đấy hơn 100 triệu anh tham khảo dùm em hai mẫu này đi. Sedan 2 đầu phân khúc hạng B. Lacetti 208 và Genta 209 anh ạ. Đấy hơn 100 triệu. Vâng, chào bác Nguyễn Kiên, chào bác Khương Hà, chào bác Phan Công, chào bác Trần Mười, chào bác Hiếu Phạm này, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Cả nhà mình ơi, em xin chúc cả gia đình nhà mình có một buổi tối vui vẻ này. Qua làn sóng livestream này thì hãy để lại bình luận, để lại câu hỏi đi, để em xin tư vấn cho anh chị quý vị mình nhậu. Có Vios 2016-2017 không? Vios 2016-2017 thì tạm thời bên em chưa có bác ơi. Bên em đang có Vios 205 này, Vios 2010 và Vios 2019 này. Anh để lại số điện thoại đi, để 1-2 hôm nữa mà có về đầu Vios 2016-2017 nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp với bác nhá. Vâng, cháu hứa lên vừa vào xem buổi livestream này. Các bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay thì hãy cho em xin một lượt like đi, cũng như một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của cháu ô tô đầu mối Hải Dương, để không bỏ lỡ những dòng sản phẩm bên em đang bày bán nhá. Đây ạ, thì vừa rồi đã rất là nhiều câu hỏi rồi đúng không ạ? Em xin đi một vòng chợ để giới thiệu cho anh chị quý vị mình những dòng sản phẩm đang có bên em nhá. Vivante xe tư nhân chính chủ 2009 được gửi gia đình nhìn mình đây. Đấy, xe này mang động cơ 2.0 số tự động. Cửa tiền tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 193 triệu đồng nhá. Xe này được trang bị la răng đúc 4 bánh lốp đáp đẹp. Đấy, xi nhan trên sườn xe. Máy số keo chỉ sơn si còn zin. 195 triệu đồng này, 7 chỗ tầm trung gửi đến gia đình nhà mình nhá. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Đằng sau chiếc 7 chỗ Vivante vừa rồi. Tiếp theo đây, em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình một chiếc Hyundai Grand i10. Đời 2014, đăng ký và bánh năm 2017 mà chỉ có 195 triệu đồng thôi. 195 triệu đồng Hyundai Grand i10. Máy số keo chỉ sơn si còn chất này. Biển tư nhân chính chủ 14A Quảng Ninh đây. La răng sắt lốp đáp đẹp xi nhan trên sườn xe, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. 195 triệu đồng. Giá còn bớt được cho anh chị quý nhiệm bị nhà mình, gọi điện thoại trực tiếp cho em nhé. Vâng, chào bác Pha Vũ này, chào bác Nguyễn Chiến, chào bác Chim Bục Câu, chào bác Hồng Nguyễn, chào bác Đỗ Mười, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình đang xem buổi livestream này ạ. Genta 209 bao nhiêu anh? Đây con Genta 209 đây. Con Genta 209 này bên em đang bán với cửa tiền là 115 triệu đồng nhá. 115 triệu đồng này. Anh tham khảo giùm em mẫu này đi. À đâu, con Genta 209 không? Con Genta 209 là 135 triệu đồng. Con Lacetti chiếc máy quay này là 111 triệu đồng anh Phạm Khánh nhá. Anh nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em đi để em tư vấn tiếp cho anh sâu nhá. Của 5 chỗ gầm cao không? Sóc Trần 10. Ok anh Thanh Hải ạ. Có 5 chỗ gầm cao không? 5 chỗ gầm cao thì tạm thời bên em đang có một chiếc Fortuner. Fortuner bên em là 2008 này, đăng ký làm bánh năm 2010 anh nhá. Đấy. Anh Trần 10 đang quan tâm đến xe 5 chỗ gầm cao, nhắn tin trực tiếp qua fanpage em. Nhắn tin qua đi để em gửi cho anh hình ảnh con Fortuner để anh tham khảo giùm em nhá anh nhá. Ok. Lacetti biển Bắc Giang. Có Lacetti biển Bắc Giang ở đây một chút này.
em xin giới thiệu anh chị quý vị mình qua những đầu sản phẩm góc này nhé. Đây nhà mình cùng tham khảo dùm em này. Kia Morning 2016 này, động cơ 1.25 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi với cửa tiền của anh chị quý vị gia đình nhà mình. Chiếc Kia Morning này 200 triệu đồng tròn này. Giá còn bớt còn thương lượng nhá. Đời 2016, đăng ký năm bánh năm 2017. La răng đúc 4 bánh, lốp lát còn mới còn đẹp, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Anh chị quý vị nào đang chọn cho mình một mẫu Kia Morning nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu này, tham khảo cho em trước này nhá. 200 triệu đồng tròn. Xe i10 không đời 2016 số sàn giá bao nhiêu? Ok anh ơi, bên em đang có một chiếc i10 đời 2016 này, số sàn bản tiêu chuẩn là 240 triệu anh nhá. Đây anh tham khảo giùm em chiếc này này. Đây, i10 2016 anh tham khảo giùm em này. Chắc bùi thường ạ. i10 2016 1.0 số sàn 240 triệu đồng. Đấy, chiếc này thì hồ sơ cầm tay rồi, những thủ tục sang tên đổi chủ bấm biển trong ngày thôi. La răng đúc lốp láp đẹp. Đây, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đấy, anh tham khảo giúp em chiếc này đi, chụp lại màn hình đi, gửi trực tiếp qua fanpage em đem tư vấn tiếp tục cho anh về chiếc này nhé. Chiếc này thì bên em đã có video review chi tiết nhất rồi. Cảm ơn câu hỏi của anh rất là nhiều ạ. Chắc Tuấn Hương, chào bác Pha Vũ này, chào bác Phạm Viết Hải này, chào bác Nguyễn Xuân Thắng, có con Innova 2092-11 nào không bác? Innova 209 đến 211 à? 209 thì đến 211 thì tạm thời bên em chưa. Một chiếc 209 thì tạm thời chưa có ở đây này, nhưng có chiếc 208 này, anh tham khảo giúp em chiếc 208 này nhá. Tí nữa sau buổi livestream này em sẽ gửi cho anh video review chiếc 209 nhá. Đây, tham khảo giúp em chiếc 208 trước đi. 265 triệu đồng bản G, máy số keo chỉ sơn si, kính kiếc là còn zin luôn. 2009, 265 triệu đồng. Bản G xịn, la răng đúc lốp láp đẹp, có phanh ABS nhá. 265 triệu đồng. Tham khảo giúp em chiếc Innova trước này. Sau buổi livestream này em sẽ gửi cho anh video trước 209 nhá. Vâng, chào bác Dung Văn, chào bác Vĩnh Đắc. Có con ghét nào đẹp không bạn ơi? Vâng, anh Dung Văn này. Đây nhá, có bên em tạm thời là còn chiếc ghét này nhá. Đấy, ghét màu xanh 209, 1.0 số sàn. Đấy, đăng ký là bánh năm 2010, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Anh tham khảo em giúp em chiếc này nhá. Đấy, để lại số điện thoại đi, sau buổi livestream này em sẽ gọi điện trực tiếp cho anh ạ. Hyundai Getz 209 này. Vâng, chào bác Soi Phạm, chào bác Phạm Viết Hải, chào bác Nguyễn Xuân Thắng, chào bác Nguyễn Chiến, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình. Vâng, cả nhà mình ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hãy cho em xin 57 được chia sẻ đi gia đình ơi. Không mất tiền, không mất bạc gì cả để lan tỏa buổi livestream này hơn nhá. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều ạ. Đây này. Đấy, em vừa đến giới thiệu đến khu này đúng không? Đây. Tiếp tục một sản phẩm đời 2016 đến từ nhà Kia đây. Nhà mình tham khảo giúp em chiếc này nhá. Kia Morning 2016, động cơ 1.25 số sàn 4 máy. Với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 255 triệu đồng. Bản SI này, bản đổ nhá. Xe được trang bị la răng đúc phay 4 bánh, có phanh đi ABS. Đấy, hai bánh phía sau đây thì được trang bị ở hỗ trợ là phanh tăng chống này. Form dáng này là form dáng mới 2016 này, cặp đèn hậu dấu hỏi này. Biển tư nhân chính chủ 99 Bắc Ninh quê hương, quan họ chữ tình, bản SI đổ phun kịch dưới gia đình nhà mình. Tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. 255 triệu đồng. Vâng, cho bác Tuấn Hương, cho bác Toàn Lá này. Bác có bác tại tầm 200 à, có bán tải đúng không? Có bán tải tầm 350 triệu không? Tiếc quá, tại bán tải tầm 350 triệu thì bên em chưa có này. Hơn 400 triệu một chút nhá, anh tư vấn giúp em chiếc này nhá. Anh tư vấn giúp em chiếc này đi. Giá còn bớt còn thương lượng cho anh nhá. Đây bán tải đây. Flanker 2 cầu máy dầu 2013, bản XLT bản đổ đây. La răng đúc phanh ABS. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển nhá. Xe này được sản xuất năm 2013, đăng ký làm bánh năm 2014. Động cơ 2.22 cầu máy dầu nhá. Anh tham khảo giúp em chiếc Forger đi. Giá là 410 triệu đồng. Giá còn bớt còn tương lượng được sâu nếu anh chị quý vị quan tâm ạ. Chào bác Liều Liên ạ. Vâng, chào bác Phạm Hạnh, chào bác anh Ngọc, chào bác Tân Trân,
chào toàn thể đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Vâng, toàn xe đẹp mà chưa có tiền mua, ok anh ơi, anh cứ động viên em đi bằng những lượt xem này, lượt like này, lượt chia sẻ đi. Em cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Lao mà bác có đủ điều kiện đến với em đi, đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Hứa danh dự bác luôn, bớt làm sao cho anh, bác quan tâm được mẫu nào thì mua được mẫu đấy ạ. Cảm ơn Phạm Vũ rất là nhiều. Vâng, chào bác Phạm Hạnh, có Vios 2021 không bạn? Vios 2021 thì tạm thời bên em chưa có nhá. Bên em đang có một chiếc Vios màu trắng bản E 2019 anh ạ. Anh có quan tâm thì nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi. Em gửi cho anh hình ảnh ở trước đó nhé. Trước đó hôm nay tạm thời đi công vụ không có nhà này. Vâng, thôi sau đây em xin phép báo giá những đầu sản phẩm bên chị quý vị mình bên em đang bán nhá. Nhà mình theo dõi buổi livestream giúp em đi. Vâng, cảm ơn chị quý vị rất là nhiều ạ. Hyundai Grand i10 bản đủ full kịch 2014 này, đăng ký bằng bánh năm 2016 với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 245 triệu đồng này, bản đủ này. Đấy, bản đủ full kịch, la răng lúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS, xi nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đấy, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng, 245 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình nhá. Giá còn bớt còn thương lượng được. Đây, nội thất bên trong đây. Nội thất ghế da này. Đấy, nội thất ghế da và trần lễ di nguyên bản theo xe. Nhà mình cùng tham khảo với em một mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu nhá. Hyundai Grand i10 2014 đăng ký là bánh 2016 ạ. Đằng sau chiếc Hyundai Grand i10 bản đủ vào rồi, em xin giới thiệu đến anh chị quý vị mình một dòng xe nhỏ gọn đây. Kia Morning 209 195 triệu đồng. Động cơ 1.0 số sàn. Đây. Xe này nhập Hàn năm 2010 này. Đấy. Mà chỉ có 195 triệu đồng thôi. Nhà mình đang quan tâm những mẫu xe nhỏ gọn số tự động này, nhắn tin trực tiếp cho em đi thì em tư vấn cho ạ. Rồi, em xin giới thiệu hết một giải là ngày luôn cho gia đình mình cùng quan sát tất cả đầu xe hiện đang có bên em. Cạnh mẫu Kia Morning 2019 được rồi. Tiếp cho đây. Đây, Hyundai Grand i10 2014 đăng ký bánh năm 2017 đây. Động cơ 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi với lớp sơn màu bạc rất đẹp đây. Cặp đèn pha thì được trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Bản trước máy quay em đây là bản đủ nhá, bản đủ full kịch, trang bị la răng đúc. Đây, phanh đĩa bét, xi nhan dạng mí tích hợp trên gương này, gương kính cụp xoay điện, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 10/11 năm 2022. Đây, nội thất bên trong đây. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất này. Đấy, nội thất bên trong thì sạch sẽ thơm tho rồi. Anh chị quý vị mình mang về sẵn đi, sẵn sử dụng, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình nhà mình nhá. Đây, vô lăng ba khí tích hợp vô lăng ba chấu tích hợp túi khí an toàn và nút điều khiển trên vô lăng. Đây là startup. Đây, đầu đà mình lớn rồi. 245 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình. Tất cả những dòng Hyundai Grand i10 bản đổ bên em đang đồng giá loanh quanh là 245 triệu và 247 triệu nhá. Anh chị quý vị mình đang quan tâm chiếc nào, để lại số điện thoại đi để em được tư vấn ạ. Vâng, chào Nguyễn Hùng, chào bác con Tú Cẩm Nguyễn, chào bác con Thành này, chào bác Thành con không. Vâng, bác cháu Nhiệm Mô Tô, chào bác Hoan Thanh, chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, tiếp theo đây em xin gửi đến chị quý vị nhà mình một chiếc Kia Morning nhá. Kia Morning 2010 đăng ký làm bánh năm 2013, bản XLT nhá, bản XLT, bản đổ xin gửi anh chị quý vị nhà mình với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 235 triệu đồng. Xe được trang bị la răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa ABS này, xi nhan trên gương, gương kính cụp xòe điện, 235 triệu đồng. Giá bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị mình quan tâm. Xe đăng kiểm thì còn hơn 1 năm nữa, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Vô lăng túi khí, đây, vô lăng túi khí này. Đấy, đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe, nội thất ghế da điều hòa lắp lạnh 2 chiều auto Z boost luôn. Đấy, táp lô siêu đẹp, không khoan đục, không dịch vụ taxi. Cờ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 235 triệu đồng. Động cơ 1.0 số rộng nhá, đăng kiểm dài. Đấy. Anh chị quý vị mình đang chọn cho mình một chiếc Kia Morning số rộng nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, nguyên zin. Quan tâm dùm em chiếc này đi. Đấy, 2010 đăng ký là bánh 2013 nhé gia đình nhé. Nước sơn màu xanh kiểu long rất đẹp đây. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Thơm này. Chào toàn thể anh chị quý vị vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều nhé. Chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em vẫn
lên sóng và báo giá cho anh chị quý vị mình cũng như tương tác vào khung giờ 8 giờ 30 phút mỗi tối này. Đấy, để ý khung giờ 8 giờ 30 phút mỗi tối rồi em ạ. Vâng, tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một đợt đôi Toyota Vios nhá, 2010 này. Chiếc biển 14 chiếc máy của em đây. Là bản E xịn này, đấy, bản E xịn 2010. 245 triệu đồng. Xe tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Đấy. Tư nhân chính chủ dịch vụ taxi. Xe đi mang biển 14A Quảng Ninh đây. Động cơ 1.5 số sàn. Máy số keo chỉ còn zin này. La răng đúc lốp láp đẹp phanh ABS, xi nhan trên gương. Đấy. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Tham khảo dùm em chiếc Toyota Vios này nhá. Cái chiếc Toyota Vios bản em rồi. Em xin giới thiệu tiếp tục đến chị quý vị mình một chiếc Toyota Vios 2010. Động cơ 1.4 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Cờ tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là con này là 195 triệu đồng. Đấy, la răng đúc tam được trang bị 4 bánh này, lốp nắp đẹp sơn xi chất nhá. Giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị mình quan tâm. 2010 bản E 245 triệu đồng. Hai bản 10 2010 195 triệu đồng này. Đấy, tư nhân chính chủ Hà Nội và tư nhân chính chủ Quảng Ninh này. Tham khảo dùm em hai đầu xe này ạ. Đằng sau chiếc Vios 2010 quốc dân vừa rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình đây, một chiếc Lacetti lực Formec 2010 đây. Một chiếc Lacetti 2008 này, đăng ký là bánh năm 2010. Động cơ 1.6 số sàn 5 chỗ ngồi. Với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 165 triệu đồng. La răng đúc 4 bánh, nốp lát thì còn đẹp. Đấy, sedan 2 đầu phân khúc hạng B. Anh chị quý vị mà đang muốn chọn cho mình một chiếc sedan 2 đầu này, đấy, tập lái tránh mưa tránh nắng mà chỉ có cửa tiền là 165 triệu đồng thôi. Tham khảo rồi em đi gia đình ơi. Vâng, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì cho em xin 5-7 lượt chia sẻ. Không mất tiền, không mất bạc gì cả, mà để lấy làm động lực để anh chị quý vị nhà mình, cũng như để cho ô tô đồ mua Hải Dương bên em luôn luôn tìm những đầu sản phẩm này, những sản phẩm chất lượng nhất để phục vụ gia đình nhé. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều. Đây là đằng sau chiếc Lacetti vừa rồi, em tiếp tục giới thiệu chị quý vị mình ba đầu sản phẩm đây, lanh quanh 200 triệu đồng này. Nhà mình cùng tham khảo dùm em này. Vivante 2009 tư nhân chính chủ, động cơ 2.0 số sàn. Cần tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 170 triệu đồng. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi chất, là sáng đúc lốp láp đẹp, có phanh ABS, hai mắt cảm biến lùi chống va chạm phía sau, cam lùi cam hành trình thì đầy đủ rồi. 170 triệu cho anh chị quý vị mình đang quan tâm nhé. Chevette Vivante 2009 ạ. Cạnh hai chiếc Vivante vừa rồi, tiếp theo đây em xin gửi đến chị quý vị mình đây hai chiếc Lacetti đây, mình tham khảo dùm em này. Hai chiếc Lacetti 150 triệu đồng. Đấy, la răng đúc lốp đáp đẹp đây, sơn xi, máy số keo chỉ còn chất còn đẹp này. 140 triệu đồng này, 150 triệu đồng. Nhà mình tham khảo dùm em hai chiếc này nhá. Đấy, sedan hai đầu phân khúc hạng B, cửa tiền chỉ có dưới 150 triệu đồng thôi. Vâng, chào bác Lam Việt, chào bác Cơn Trần Thanh, chào bác Pha Vũ, chào bác Long Cao. Chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream này hôm nay. Cho phép em gửi đến lời chào cũng như là chúc sức khỏe anh chị quý vị mình. Chúc đại gia đình nhà mình có buổi tối xem livestream vui vẻ này. Qua bước sóng livestream này thì hãy chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý đi cả gia đình ơi. Tiếp tục là Toyota Vios nhá. Nhà mình ai đang quan tâm đến dòng Vios này, tham khảo giùm em này. Toyota Vios 2010. Đấy, 195 triệu đồng, nhà mình tham khảo giùm em này. La răng đúc lốp láp đẹp đây, máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất, đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, xin nhan trên gương, 195 triệu đồng. Toyota Vios màu đen 2010 nhá. Thì mình tham khảo giùm em mẫu này này. Chevette Vivante 2009, đăng ký là bánh năm 2010 này. Tư nhân chính chủ một chủ từ đầu đây, nhà mình tham khảo rồi em chiếc này nhá. 168 triệu đồng. Xe được trang bị la răng đúc 4 bánh, có phanh ABS này. Xi nhan trên sườn xe. Lốp láp thì mới cả dàn, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023. Em xin quay một vòng của em nó cho anh chị quý vị mình cùng quan sát nhé. Xe được trang bị
Đây cả giá để đồ trên cao này. Đấy. Bốn mắt cảm biến lùi chống va chạm này. Đấy, cặp đèn hậu dạng cổ đây rất là đẹp luôn. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn đẹp. 168 triệu đồng một chiếc xe 7 chỗ tầm trung, xin gửi anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Vinh Đắc này, chào bác Là Lam Việt. Chào bác Gốc Hùng Thủy, chào bác Phạm Hạnh, chào tất cả anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream nhá. Nhà mình ơi, để ủng hộ em, ủng hộ cho ô tô đồ của Hải Dương, hãy cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Cảm ơn anh chị quý vị mình rất là nhiều ạ. Chia sẻ mạnh cho em bên cả gia đình ơi. Thì bên em vẫn có là hỗ trợ ship xe nhá. Nhưng anh chị quý vị nào mà trong bán kính 100 km này, bên em vẫn ship xe miễn phí cho gia đình mình luôn ạ. Trước máy quay em đây, em xin giới thiệu anh chị quý vị mình tiếp tục được một mẫu Lada City này. Tầm giá chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi, nhà mình cùng tham khảo rồi em nhé. Lada City 2008, đăng ký là bánh năm 2009, 135 triệu đồng cho gia đình mình ạ. 135 triệu đồng nhá. La răng đúc lốp láp đẹp sơn si chất, xi nhan trên sườn xe, đăng kiểm này còn dài, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Đấy, Lada City 2008, tư nhân chính chủ. Đây, tư nhân chính chủ ở Hải Dương đây, 410 ngập lụt nhá. Đấy, quê hương của Thanh Tùng cũng như là nơi đặt trụ sở của gia đình của chợ ô tô đầu mối Hải Dương đây. 140 triệu đồng tham khảo dưới hai mẫu này đây. Thì hiện tại bên em đang có khá đầu Hyundai Grand i10 này. Đây, riêng góc này có 3 chiếc này, tư vấn cho anh chị quý vị mình một lượt luôn. 245 triệu đồng này, 245 triệu đồng này, 30A17452 và 30A13376 nhé. Đồng giá 245 triệu đồng cho hai chiếc Hyundai Grand i10 bản đồ full kịch ở đây. Đấy, xe được sản xuất năm 2014. Đấy, chiếc này đăng ký năm bánh 2015 này, chơi đan bánh năm 2016 này. Động cơ 1.0 số sàn 5 chỗ ngồi. Đấy, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi bản đồ full kịch. Đấy, la sáng đúc, nốp láp đẹp có phanh đĩa chống búa cứng ABS, xin nhan trên gương. Tay nắm cửa này thì được trang bị cả nút mở một chạm thông minh này, nội thất ghế da điều hòa long lạnh 2 chiều. Đấy, vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Có đề lỗ sờ ta tốt rồi. Đồng giá là 245 triệu đồng gửi đến gia đình nhá. Đấy, chiếc này cũng y xì như vậy này. 245 triệu đồng. Cạnh hai chiếc Hyundai Grand i10 bản đủ vào rồi. Đây, em xin giới thiệu chị quý vị mình này, tầm tiền giảm hơn một chút này. 195 triệu đồng bản tiêu chuẩn này. 195 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn trước máy quay em đây. Đấy, la xăng sắt zin nguyên bản theo xe. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất này, cột kèo thì còn nguyên zin, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm tháng 7 nhá, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. 1.0 số sàn nhập ấn nguyên chiếc. 195 triệu đồng. Anh chị quý vị mình cùng tham khảo giùm em ba chiếc Kia Morning, ba chiếc Hyundai Grand i10 vừa rồi ạ. Đấy, vừa rồi là dòng đến từ nhà Hyundai này. Tiếp theo đây xin giới thiệu chị quý vị mình này, một chiếc xe đến nhà Kia nhá. Đấy, Kia Morning 2016 màu vàng, động cơ 1.25 số sàn nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu. Máy số điện đóm dễ bảo trì bảo dưỡng này, 200 triệu đồng tròn gửi gia đình mình này. Đấy, các bạn nào đang quan tâm dòng Kia Morning đời cao này 2016 này, nhấc máy lên gọi điện cho em. Bên em nó có 3 chiếc này, à có 4 chiếc chứ. Có 4 chiếc, 2 chiếc 200 triệu đồng, một chiếc 215 triệu đồng và một chiếc 255 triệu đồng nhá. Tham khảo dùm em tất cả những đầu Kia Morning đi. Có nhu cầu tham khảo dùm em nhé. Để lại số điện thoại đi để em được tư vấn cho anh chị quý vị mình ạ. Đây, Accent đây. Accent 209 động cơ 1.4 số sàn đập hàn nguyên chiếc. Với cửa tiền tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em gửi đến chị quý vị gia đình nhà mình là 170 triệu đồng. Đấy, la sáng đúc 4 bánh lốp đát còn đẹp. Cặp đèn pha để trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Về tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh này. Đấy, rất là đẹp luôn. Cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình 170 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si của còn chất. Đây, thân vỏ liền nạc, không đâm đụng. Đấy, không va chạm, không thủy kích cũng như là không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhá. Thì mình tham khảo dùm em đi ạ. Thì chợ ô tô đầu mối Hải Dương với địa chỉ là Nam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cây xăng Minh Hiệp, số 2 kênh chuyên kinh doanh buôn bán cũng như ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng. Anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu quan tâm ở gần bên em, đến trực tiếp bên em để được tư vấn và chạy thử xe miễn phí nhé. Nhưng bác nào ở xa thì chỉ cần để cọc lại cho bên em tối thiểu 5 triệu. Bên em xin ship xe và giao xe tận nhà. Nếu mà không ưng xe này, bên em sẽ mang xe về và hoàn tiền lại 100% cho anh chị quý vị như mình ạ.
cạnh mẫu Accent 2009 vừa rồi. Tiếp theo đây, em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc xe này tầm trung đi, phân khúc tầm trung để giới thiệu gia đình nhà mày này. 405 triệu đồng. Đấy, 405 triệu đồng cho chiếc Kia Rio 2015 đăng ký vào lăn bánh năm 2018, động cơ 1.4 số động, đăng ký 5 chỗ ngồi nhá. Với lớp sơn màu trắng sứ rất là đẹp đây. Kia Rio 2015, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Đấy. Cặp đèn pha thì được trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Cặp đèn gầm phá xương thì được trang bị hai đèn này, bi cầu siêu sáng siêu đẹp, la răng đúc zin nguyên bản cho xe, lốp lắp đẹp này, sơn xi chất, có phanh đĩa ABS này, xi nhan trên sườn xe, gương kính cụp xoay điện, vô lăng túi khí, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. Đấy. Tích hợp các nút cruise control này, cổng AUX USB đầy đủ rồi. 405 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý bình quang quan tâm ạ. Đấy, rất nhiều xe đây, nhà mình cùng tham khảo giùm em này. Ở phía này em xin giới thiệu cho anh chị quý vị mình một mẫu hatchback số động nhé. Đây, hatchback số động này, động cơ 1.2 số động nhập hàn nguyên chiếc. Gentex đây, Gentex 2010 đăng ký năm bánh năm 2012. Cờ tiền được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em là 235 triệu đồng. Giá bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị mình nhé. Na răng đúc lốp đáp đẹp, có phanh ABS, sấy gương sấy kính thì đủ cả rồi. Gương kính cụp xoay điện 235 triệu đồng. Gentex 2010 ạ. Vâng, chào Nguyễn Tài này, chào toàn thể chị quý mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn những lượt xem anh chị quý vị rất là nhiều này. Cảm ơn những lượt xem và lượt thả tim cũng như lượt bình luận cũng như chia sẻ này. Cảm ơn gia đình cho tôi đổ mối Hải Dương mình rất là nhiều nhá. Kia Morning 2011 cho anh chị quý vị mình đang quan tâm ạ. Kia Morning số động, động cơ 1.1 nhập hàn nguyên chiếc đây. Máy eco bản sport nhá. Đấy, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu luôn. La răng đúc lốp nắp đẹp, có phanh ABS, xi nhan trên gương, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 10 năm 2022. 210 triệu đồng cho anh chị quý vị nhà mình quan tâm ạ. Đấy, bác nào mà đang quan tâm để lại bình luận đi, để lại số điện thoại đi để được Thanh Tùng tư vấn miễn phí cho anh chị quý vị nhà mình nhé. Cạnh mẫu Kia Morning 2011 vừa rồi. Tiếp theo đây giới thiệu đến đại gia đình nhà mình. Tiếp tục một mẫu Gentex này. Nhưng chiếc này mang nước sơn màu đỏ đô đây, rất là đẹp, rất là hiếm luôn. Gentex 2010 đăng ký năm bánh 2012. Động cơ 1.2 số sàn. Đấy, xe được trang bị la răng đúc 4 bánh, có phanh ABS này. Option đây, option cửa sổ trời panorama trên cao đây. Vô cùng là trẻ trung, vô cùng năng động. 228 triệu đồng. Giá bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị mình quan tâm nhé. Gentex nhập hàn 2010, 1.2 số sàn ạ. Đây em xin đi quanh quanh đây, lấy tìm hết những đầu sản phẩm mình đang có để giới thiệu cho anh chị quý vị như mình. Thì buổi trên bước sóng live stream này, em sẽ giới thiệu qua giá cả như đời xe này. Đấy, máy số keo chỉ sơn si nào, còn chất, còn zin hay không thì em cũng cam kết luôn cho anh chị quý vị nhà mình nhé. Còn để biết được sâu hơn về dòng sản phẩm này, nhắn tin trực tiếp cho em qua fanpage đi, để em được gửi cho anh chị những hình ảnh, những video review chi tiết từ máy số keo chỉ đến từng con ốc luôn, cho nên mình cùng quan sát ạ. Kenta 2009 đăng kiểm thì còn đến tháng 11 năm 2022. 135 triệu đồng, động cơ 1.4. Đấy, 1.4 số sàn đời 2009 nhá. Anh chị quý vị nào mà đang tìm cho mình một chiếc sedan hai đầu màu đen này, 135 triệu đồng thôi, Genta 209 này. Đấy, cạnh chiếc Genta 209 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình Hyundai Grand i10 bản đủ đây. Hyundai Grand i10 bản đủ 245 triệu đồng, đồng giá tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. La răng đúc lốp ráp đẹp, phanh ABS, xi nhan trên gương, gương kính cụp xòe đẹp, đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm 5 nó cơ gia đình ơi. Tháng 6 năm 2023, 245 triệu đồng. La răng đúc, phanh ABS, xi nhan trên gương. Đấy, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Tham khảo giùm em đi gia đình ơi. Giá còn bớt còn thương lượng nhá. Giá đưa trên buổi livestream ngày hôm nay này là giá tham khảo cho anh chị quý vị mình thôi. Ưng ý mẫu nào với tầm tiền bao nhiêu để lại giá đi. Em cân đối cho hai bên nhá. Nếu mà ưng ý, nếu mà có lãi thì bên em bán luôn ạ. Có lãi là bán luôn cho anh chị quý vị để phục vụ anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào bác Vàng, bác Tiến Dũng này, chào bác Anh Ngọc, chào bác Vinh Đắc,
chào toàn thể anh chị quý mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Thì rồi em cũng báo giá là khá nhiều đầu sản phẩm rồi. Anh chị quý vị mình có quan tâm thì cứ để lại bình luận đi, để lại comment đi để em được tư vấn ạ. Kia Morning 2016 mà chỉ có 215 triệu đồng thôi, nhà mình tham khảo dùm em nhé. Xe được sản xuất năm 2016 này, đăng ký và làm bánh năm 2018, động cơ 1.25 số sàn 4 máy. Đấy, form dáng mới rồi, đấy. Cặp đèn đuôi dấu hỏi này, na răng đúc lốp náp đẹp, xung quanh các kính thì đọc phim cách nhiệt 3M rồi. Tạo cái điều kiện thoải mái cho anh chị quý vị mình di chuyển trên điều kiện thời tiết nắng nóng nhá. Đấy, 2016 chỉ có 215 triệu đồng thôi. Cùng tham khảo dùm em ạ. Vâng, cả nhà anh ơi, đang xem buổi livestream này thì cho em xin là 5-7 lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream hơn nhá. Cảm ơn anh chị quý vị mình rất là nhiều này. Đấy, mọi thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận đi. Trên bước sóng livestream này thì em sẽ tư vấn tiếp tục cho gia đình nhà mình nhá, và những đầu xe đấy hiện đang có bên em. Đấy, rất là nhiều đầu xe để phục vụ anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Lam, Việt, chào bác Nghĩa Tài, chào bác Văn Hoàng, chào bác Soi Phạm, chào toàn thể anh chị quý vị đang xem buổi livestream này này. Đấy, chúc đại gia đình mình có một buổi tối vui vẻ nhá. Quan tâm mẫu nào, quan tâm dòng nào để lại bình luận cho em đi, em tư vấn thêm. Đấy thì nên mình ai vừa với vào xem buổi livestream thì hãy cho em xin một like này, cũng như lượt theo dõi kênh fanpage chính thức của Cho Ô Tô Đầu Mối Hải Dương, để không bỏ lỡ những đầu sản phẩm bên em sẽ tiếp tục về để bày bán cho anh chị quý vị mình. Vâng, thì mọi chi tiết cũng như thắc mắc thì hãy gửi qua fanpage hoặc là hai số hotline để trong hình 0347701777 hoặc 0343540 để em tư vấn trực tiếp nhé. Thì buổi livestream nay em xin tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị quý vị mình trong những buổi tối livestream tiếp theo ạ.